Ngày 11 tháng 8 năm 2014, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Sơn 30 tuổi và Nguyễn Văn Thắng 32 tuổi cùng ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào sáng ngày 9 tháng 8 do cần tiêu xài nên Thắng chở Sơn trên xe máy đi tìm xe máy để trộm. Khi đến địa bàn ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thì thấy xe máy hiệu Future của chị Nguyễn Thị Mộng Ảo đang dựng trước nhà. Thắng liền đứng ngoài cảnh giới còn Sơn lẻn vào trong lấy trộm xe khi vừa nổ máy xe định tẩu thoát thì Sơn bị chị Mông ảo nắm xe kéo lại và truy hô, lúc này chồng chị ảo từ trong nhà chạy ra nắm xe giữ lại thì Sơn bỏ xe chạy bộ, ngay sau đó Sơn và Thắng bị người dân và công an xã Phú Mỹ Hưng huyện Củ Chi khống chế bắt giữ. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận là đã nghiện ma túy và là đối tượng chủ mưu bàn bạc rủ Thắng đi trộm tài sản.